giờ mình cũng phải làm thủ tục lại đi, đập hộp. Mấy cái hộp đập thôi. Đập hộp. Đập cái hộp thôi. Đập vô bàn kiến, bể kiến sao? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok rồi, ok. Mày khó. Hiện đại nha, đưa mặt vô. Đó. Cầm lít, cầm lít, cầm lít. CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp. Thành công. Đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Hôm nay mấy em kinh quay gì vậy? Tập hợp điện thoại mới anh. Thoại gì? 12 rồi mắt. Có rồi hả? Có rồi anh, đi nhận đầu tiên của mã hàng VNA. Là hàng mới nữa, hàng gì, FPT hả? Là hàng chính hãng Việt Nam. Còn mà mấy bữa trước nó có là hàng sách tay. Cái đợt nào em nói là em lấy 500 ngàn gì đặt cọc cho nó đó hả? Đúng rồi. Má làm ăn chứ bà cắt cũng đi làm. Tự nhiên đặt cọc có 500 ngàn, đặt cọc điện thoại luôn. Đặt cọc giữ chỗ. Tớ thiệt mày, 500 ngàn tới thôi gym không có được đâu. Có 500 ngàn tới thôi gym không có được đâu. Cái điện thoại này nhiêu tiền? 39.400.000. Coi như mẹ nó 40 đi. 40 triệu. Má đặt cọc 500 ngàn là đặt cọc nhiêu phần trăm ta? Có 1% mà hả? Trời quá, Việt Nam mà giờ làm ăn không hiểu nổi. Này có thuế không? Có chính hãng không? Có, VNA chính hãng có thuế hả? Ừ, anh nói rồi, hàng chính hãng mới mua nha. Cái này cũng phải chính hãng. Anh là rất ghét là xài hàng không chính hãng. Ngược lại mấy hàng uống súp lậu là bảo đảm coi thường như gì luôn. Có tên tiếng Việt đó. Ok. Trước khi review nói quan điểm, xài anh xài đồ là phải chính hãng. Đúng không? Đồ lậu là biến, bấm nút cút. Hàng Quảng Châu, Quảng Đông biến luôn. Rồi ăn đồ này cút. Đồ này game thì được. Còn mẹ sầm lông sầm xí á, mà đồ này đồ nếp, đồ nào biến. Sống á là phải làm giàu cho quê hương, cái nơi mình sinh ra để mình trả ơn cho đất nước. Đúng không? Thế hệ trước thì bỏ mạng đi bảo vệ đất nước, thế hệ sau phải đóng góp xây dựng đất nước, chuyện đó chuyện tất nhiên và đương nhiên rồi. Chứ không thể nào mà giờ thế hệ trước đi chiến tranh, đi đấu tranh, đi kháng chiến này nọ. Họ vẫn có một tinh thần rạng ngời mà giờ có những trổ tre nó khuyết tật não mà nó xin đồ này. Hộp đẹp hơn hộp trước mày. Ê, cái hộp này bộ ấn tượng hộp trước nha. Hộp trước đánh trắng này nọ kia, hộp này bộ có lý hơn à. Nói thật sự với các bạn á, mình mua thì mua thôi chứ cũng chả có quan tâm mày iPhone bao nhiêu hết. Cái này là iPhone 3 mắt. Còn cái này là giờ nó cũng 3 mắt luôn. 3 mắt rưỡi. À 3 mắt rưỡi nha. Đúng là không bán cục sạc mấy người kia sồn sồn đúng không? Sau này góc cạnh mày. À khoan tao lột này ra mới review được mấy em. Cái con là đập cái đùng đúng không? Con là đập cái đùng. Đây, cái con này nó mượt hơn nè. Đó. Giờ mình cũng phải làm thủ tục lại đi, đập hộp. Mấy cái hộp đập thôi. Đập hộp. Đập cái hộp thôi. Đập vô bàn kiến, bể kiến sao? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok rồi, ok. Mày khó. Đập hộp. Thủ tục đập hộp đã xong. Rồi tới màn thủ tục đập điện thoại. Thôi bỏ đi anh, bỏ đi. Khỏi. Chứ cái này sạc chứ gì? Đó cái cáp thôi chứ không có cũ. Thì gắn cái cũ vô thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Thì cái này em gắn cái cũ vô thành cũ sạc thôi chứ có cái khỉ gì đâu khác. Đúng rồi, cái đồ ai này nó gắn cái lỗ thôi chứ đâu sồn. Đúng là mấy nhà nghèo không có tiền iPhone sủa như đó. Số cái gì số anh ta bán được mua được biến chứ thì có tư duy mua hàng ngộ ghê. Các bạn đồng ý với tôi không? Bây giờ ví dụ nó bán mày được hay mày mua? Không được thôi. Cuộc chơi nó đặng vậy thôi. Tự nhiên giờ cái thằng quỷ này bây giờ mày bán mày không bán củ sạc hả mày? Đồ làm rùm beng sau nước một lần. Còn riêng luôn hả? Chưa dán gì luôn hả? Sau này nó tự nhiên cái thiết kế cái này nó không có mượt như cái này ta. Ý anh nói là cái cạnh á nó vuông quá ha. Nhìn nó hơi thô mày ơi. Không biết xong cái nhìn nó ngộ mày, nó thật sự á, nhìn nó thì hai này. Tôi cũng xem 1910. Cái này thì nó vuông hơn, nó gắt hơn.
thiết kế. Cái này thì nó nhìn nó đúng là này nó nặng hơn tí, cái này nó nhẹ hơn. Mà con này xài cũng còn mới mua con này chi ta, tự nhiên đúng như tự nhiên giờ tự nhiên cái ôm nợ hả? Tự nhiên nó bơ hỏm nó nói là anh ơi đặt 500.000 giữ chỗ, tôi tưởng đâu năm sau mới có. Xong rồi cái tao ừ cái một nay đưa hàng là chút phải chuyển tiền cho nó. Không để cái toán chuyển. Để cái toán chuyển hả? Tại này để kế toán chuyển lấy VAT. Ok, gọi này có pin chưa ta? Có rồi. Có rồi, mở lên thử coi. Không phải mở gì không ta, lên nè. Đó. Gắn vô này được không? Ủa nó được không? Không được. Bự hơn chút. Nông hồi chắc cũng vừa. Nó cao hơn mấy em. Nó cao hơn tí. Cái này quan trọng lấy Apple đi đổ, ghét nhất tiếng Việt luôn. Thì quan tắc xài điện thoại của anh là ghét nhất mẹ Việt Nam, nó Việt Nam hóa cái này nè. Khi mà các bạn xài đồ công nghệ mà các bạn để tiếng Việt Nam là bạn ngu luôn. Không biết gì đó. Nói chung để tiếng Anh. Bởi vì nhiều khi lên cái xe nào đó mà để cái menu toàn tiếng Việt không, trả xe luôn. Thôi mà chạy mình đi. Thề luôn á. Thằng này vai chính cũ. Hộp nó cũng tiết kiệm hơn nữa, bởi vì container chắc ship được nhiều hàng hơn mà dẹp lép à. Hộp kia nó dày cui à. Hộp kia chắc ship bằng hai hộp này. Giá trên mạng giờ 44 mấy. Đặt trước nó rẻ vậy đó hả? Vút lên để mở, rồi chọn tiếng Việt đi ba. Rồi cài đặt luôn mấy bạn. Vô trong đầu tiên là chọn ngôn ngữ, xong rồi chọn vùng quốc gia lãnh thổ. Mình kiếm chữ Việt Nam mình chọn, rồi ok. Set up manual cũng được, Vista cũng được. Nó kêu là cầm cái iPhone, để gần cái iPhone, sign up. Ring cái current iPhone, đây, current iPhone đây. Để near. Đừng có tính năng mới hả mày? Nè, nó hỏi nè, đù con này khốn mày, con này khốn mày. Nè, cái này anh thích chia sẻ rồi mấy em. Nè, đù nó kêu nè. Phải biết tiếng Anh dịch nha. Tiếng Anh mẹ em nó nè, đọc nè. Nó kêu là giờ cầm cái điện thoại hiện tại hoặc là cái iPad đi gần cái điện thoại đã đi gần cái iPhone cũ á, đó để set up. Nếu mà cái điện thoại của mày không có show up cái function rồi iOS 11 Leader gì đó hoặc Bluetooth thanh non gì đó, you can set up manual. Tức là nói điện thoại mày nó ngu á mà nó không có kết nối này ABC gì đó, nó không có tiền dữ liệu hai cái qua được với nhau á, thì thôi mày set up manual là nhấn chỗ này thôi, continue này cho lẹ ba vô. Thôi cái này chữ manual là không chơi rồi. Hold your new camera, your new iPhone up to the camera. Quét chỗ nào? Này hả? Vòng tròn á anh. Này đúng không? Xa ra tí. Vậy hả? Thì tao dịch ra tao cũng biết mà, nhưng mà thấy lạ chắc chơi nó rồi. Ủa mới nhìn như đám mây vũ trụ ba. Nhìn ghê vãi vậy. Rồi, nhặt bát đi ra ba. Bát tao sinh nhật bồ tao với sinh nhật tao. Rồi, sign up với iPhone. Ủa vậy không còn đổ iCloud luôn hả mày? Không, chỉ như đu. Một tiếng mấy rồi. Chút nó chạy một tiếng mấy. Đu, thằng này thông minh. Thằng này thông minh, anh thích. Chứ tao quên mẹ bát iPhone rồi. Cái bát gì đó, cái bát gì Apple á, cái gì Apple ID á. Apple ID anh lưu ở trong máy tính, mà máy tính anh lưu 4-5 tầng bảo mật nữa. Hiểu không? Nó quan trọng lắm. Đây gì? Nó nói là gì? It's my touch a few minutes. Nó nói few minutes thôi nha. Nó nói few minutes thôi. Rồi vô. Rồi about Face ID. Continue. Vô. iPhone can... Hiện đại nha, đưa mặt vô. Đó. Cầm lít. Nè, cầm lít thiệt rồi chứ bà ba. Nè, cầm lít rồi đó. Nè, nó cầm lít rồi nè nha. Nó cầm lít. Nó mới có first thôi. Nó còn chắc lần nữa. Thiệt luôn mày. Nè, move. Nó nói là gì? Move your lowly cycle. À, complete là cycle. Rồi move. Quay cổ sang phải. Quay cổ qua trái. Đủ luôn không? Nhanh lắm. Không có rồi mà. Rồi xong. Continue. Transfer your data. You can directly transfer your data during setup. Chơi luôn. Ví dụ như nó transfer từ cái điện thoại này qua đó, thì nó lấy dữ liệu từ điện thoại này qua điện thoại này thôi. Còn tao đời của lĩ của Lai, nó có mười mấy cái điện thoại trước đời nó nữa, thì tên ai lao luôn hết chứ. Là tất cả cái dữ liệu trên điện thoại này nó sẽ chuyển qua điện thoại này. Thì điện thoại này nó đang lưu được tất cả các iCloud kia rồi thì nó xua qua luôn. Bước đầu thì đúng mà bước hai là không chắc ăn là nó lưu hết được iCloud hay không, tại tao mới xài iCloud giờ dạo gần đây thôi à. Mà tao xài iCloud tao cũng chưa download về đây hết nữa. Thì mốt anh chuyển dữ liệu của điện thoại cũ qua điện thoại mới là nó tự đăng nhập cái iCloud qua điện thoại mới rồi, thì cái điện thoại mới cũng có iCloud rồi. Xài công nghệ mới thử coi. Thằng này nó nói thôi. Ủa mày mua điện thoại giỏm mày gì có phong chữ gớm mày.
mày coi phòng chữ nè. Má, mày mua điện thoại tàu hả mày? Má, phòng chữ gớm hả? Ừ, nhắc tới tàu mới nhớ công nghệ mới để coi để coi cái điện thoại này sản xuất ở đâu. Tàu chứ đâu. Đâu? Ồ, nó bỏ luôn mày ơi, nó bỏ luôn cái chữ điện thoại. Trên cái hộp có Made in China. Sao nó bỏ trên cái vỏ? Sao, đâu cái hộp hả? Đâu có hộp đâu. Nè nè, cái hộp nè, mã số SIM siêu. À, mày mua tao bản 512GB hả? Wow. Cái này mà gold gì này giống silver. Gold gì ta? À, gold là cái viền á hả? Gold là nào? Thì đó, cái đó là nguyên cái gold đó. Cái gold nó vậy đó. Design by Apple in California. Assembly in China. Hóa đời tâm. Được sản xuất ở Việt Nam. Cái cuối tao chế đó. Nhà, điện thoại di động iPhone 12 Pro Max năm sản xuất 2020, số series, số tự lưu học vô luôn. Xe quýt, không có xe. Tao ghét nhất là xe, mấy cái viên gấp bộ, tao mua tao không cho xe nào hết á. Rồi xong, để đây đi làm. Rồi còn gì wheel gì nữa không? Nói chung bây giờ đánh giá ngoại hình là anh thấy ghét rồi đó. Anh mua nhưng mà không phải là anh mua là anh khen. Đồ tao ghét nhất mấy review bố láo mạng đó. Anh nói thật sự mấy em luôn á. Mấy cái thằng review điện thoại trên mạng á, một là đối thủ nó dìm hàng, nó review rất là ác ý. Rồi cái thứ hai á là mấy thằng đăng bi. Ôi lộn kêu là gì ta? Kêu là gì iFarm phải không? Nó kêu là iFarm. Nó tức là mấy cái thằng đó nó sẽ nổ tờ lưa không bơ luôn. Nhưng mà giờ quan điểm của anh á, thứ nhất á, chẳng qua thằng nhân viên anh nó mua đại thì anh ok thôi, chứ cái màu vàng này nhìn nó bê đê thấy mẹ. Ông ấy mua màu đen nha, nó sang trọng ha, màu đen nó rất là sang trọng. Màu này nó hay nè. Vẫn ấn tượng màu này hơn. Nhưng mà cái màu này nó hay bởi cái hình nền nó huyền thoại. Mỗi lần nhỏ nào vô cầm hình nền của anh nói, ủa sao cái hàng bự dữ anh. Chỉ hình nền qua là nó cũng huyền thoại à. Bố anh đeo ốp vô không biết màu gì đâu anh. Sau nó cái hàng bự dữ anh. Đó, ý ấn tượng chỗ đó. Rồi sau cái ốp nè, hàng trước hàng sau luôn ha anh. Hàng vậy ai chịu nổi anh. Nói chung thì cái body, cái ngoại thất thì anh thấy không có chút cảm tình luôn. Nó sắc cạnh mà nó sao sao á. Chẳng qua thì giờ mình dư tiền nên đồ mới mình mua thôi. Wow. Nó thẳng với bạn vậy á, không lẽ giờ tôi đi từ cái đời iPhone 4 á. Vui đi từ cái đời iPhone 4 á tới bây giờ là 4, 5, 5S gì đó có đủ hết rồi. Nguyên series nó có sạch hết, mà giờ này ra 12 không mua. Không mua thì nó cũng kỳ. Hiểu không? Hồi đó là Duy là tín đồ của BlackBerry. BlackBerry điện thoại thông minh đó mà sao nó chết ngắt. Chết ngắt mới chuyển qua iPhone này chơi tới giờ. Nó giống iPhone 4 nữa anh. Ừ, nó đúng lắm, iPhone 4 mà iPhone 4 nhỏ xíu à. Còn này nó bự. Còn bây giờ tao thấy tụi nó xài cái cục sạc gì mà nó không có ghim dây, nó bỏ cho hơi sạc luôn, mày để gần gì đó nó sạc à. Maxim. Là mua cục có ghim hả? Sạc có nguy hiểm không? Không. Có nóng hay có gì không? Mua đúng đồ của Apple thì ok. Nào mua hơn cục của ta. Mà cắm vô xe hơi đâu có cổng taxi đâu ta. Xe hơi có cổng USB-C à, không có cổng USB taxi. Không, xe bên Mỹ có, tao thấy nó xài rồi đó. Mà xe bên Mỹ nó cùi xe tao nhiều, không lẽ nó có, tao không có. Để em nghiên cứu. Ủa thiệt á, tao đi xe Mỹ nó cũng bắp lắm. Nhưng mà nó kết nối công nghệ đúng ghê luôn á ba. Wow. Thì xe em cũng bỏ vô là sạc á, đâu có cần dây gì đâu. Nhưng mà sạc thường thôi chứ không có sạc chuẩn mắt xếp của iPhone. Bởi vì mấy thằng làm công nó nghiên cứu kỹ ghê hả mấy em ha. Nói chuyện nghe chuẩn vải luôn á. Chuẩn gì chuẩn mắt xếp, chuẩn ghê. Nói chung anh tao muốn tất thằng làm chủ. Anh chỉ bỏ tiền ra mày 40 củ tao mua cái này thôi, xấu tao chê. Được thì tao khen. Mà bây giờ á, anh xài anh chưa biết nó có mượt hay không mượt. Nhưng mà riêng cái màn mà transfer dữ liệu á, nó rất là hiện đại, anh thích. Nó thoải mái. Chứ ngày xưa anh xài mấy cái kia transfer một lần là khóc ra tiếng máng luôn. Cực lắm. Hiểu không? Đó, nên cái đó là đánh giá anh ghi nhận. Rồi còn cấu hình hay cấu huyết gì đó anh không quan tâm. Tại vì căn bản á, cái thằng điện thoại nào cũng vậy thôi, hãng nào cũng vậy á, nó ra thì cấu hình nó cũng phải được chút xíu nó mới bán được hàng. Mà cái thằng iPhone nó là giàu nhất thế giới rồi. Đẳng yết gì đó. Có tiền thì mua, có tiền biến à. Chứ giờ mua iPhone nữa, phân tích được cấu hình, anh xài RAM này, RAM kia, anh xài CPU này, CPU nọ để làm cái con khỉ gì. Cái đó nó không cần thiết. Đó, còn mấy em muốn nghe review mấy cái đó đó, em vô mấy cái fanpage công nghệ á. Nó mấy cái thằng nói chém ghê lắm. Anh á thì anh chỉ xài, anh chia sẻ thôi. À, thêm cái nữa là tao nhớ rồi. Là cái vụ này là bữa hổm mời đi dự gì phải không? Nó mời anh đi dự cái gì người đầu tiên ở Việt Nam mà có iPhone 12 gì đó. Cái xong rồi cái anh mới hỏi là giờ mời đi dự rồi có được gì không? Tại vì anh đã nói với em rồi, anh là một KOL và một doanh nhân. Thì nó phải có cái gì đó nó khác biệt anh mới đi. Chứ không phải là muốn mời đi đâu. Nên nó thiệt, nó mời nhận xong rồi chắc trùng lắm chụp tấm hình thôi anh. Nó vậy thôi mày đi đi. Nên ngày hôm nay nó mới đưa cái
cái điện thoại cho anh nè. Anh cũng biết là có không, tại vì anh không có quan tâm, anh không có mong chờ, anh không có mong chờ cái điện thoại đâu. Anh nói thiệt cho mày, thích nhờ quăng mua khác cũng được. Thử đi anh. Không, cà phê mạnh dữ. Nó, cái điện thoại này là cái điện thoại thôi. Đó. Chứ nó không phải là cái gì nó ghê gớm mà phải mong chờ, phải lúc kinh này nọ các thứ. Đúng không? Nên thằng nhân viên nó không hiểu anh. Nó cứ nói, ừ anh Duy ơi, bây giờ á thì tôi thấy iPhone là sự kiện lớn. Anh ra ngoài anh chờ, anh nhận đầu tiên, anh chụp hình này nọ, tao mời này nọ kia. Nó thôi khỏi đi. Nó, anh không có bỏ thời gian ra anh làm cái đó đâu. Đó, đối với anh, điện thoại chỉ là một cái điện thoại. Nha. Mà cuộc đời của anh nó trội nhiều cái điện thoại rồi em, chứ không phải con cái đâu. Nó, nên thằng áo vàng này đừng có sóc gai anh, hiểu không? Đó, bây giờ kiểm tra rồi có trầy không? Cười cái gì? Nếu có trầy thì iPhone nó dở. Trời, có con cái trầy mẹ rồi. Còn không trầy thôi. Có sợ cái gì? Đúng không? Mình đâu có xin đồ này đâu bạn. Bạn coi video này bạn ghét mình cũng được, bạn thích mình cũng được. Nhưng mà đối với mình, cái điện thoại chỉ là cái điện thoại, mình bỏ tiền ra mua nó là hàng hóa. Đúng không? Bạn đồng ý không? Thôi lụm bên đây coi nó có trầy không đi, view các clip tập gym mày ơi. Đối với tao gym quan trọng thôi chứ mấy cái quỷ quái râu ria cấm lợn này là gì? Mày cứ cầm vô đây mà lô sắp luôn, có mặt trước mặt sau mặt kính thôi chứ không có khỉ khô vậy á. Nó trầy á, thường nó sẽ trầy mấy cái cạnh này nè. Nó. Nó trầy cái camera nè, có bể camera không? Hiểu không? Rồi nó trầy cái cạnh này thôi à. Nó. Đó vậy thôi, mặt sau coi như không trầy đúng không, coi như còn nêu đi. Rồi mặt trước không thấy gì hết, là coi cũng còn được đi. Cạnh thì cũng thấy cũng còn bình thường, có gì đâu. Điện thoại tao làm gì xoắn. Bây giờ đang transfer dữ liệu đó, chở transfer cho nó xong đi. Đó, nha các bạn. Nên chúng ta đừng có lệ thuộc công nghệ quá, đừng coi công nghệ làm gì đó ghê gớm. Thấy không? Nên đối với Duy á, nó có một cái gì đó nó cá tính. Tại vì nó mua cái 11 thì sao cô mua cái 12, tiếp tục mua cái 13 và ra giá nhiêu kè mẹ mà 200 triệu tao không mua nữa. Không, mày 200 triệu cũng mua nữa, mày dám bán tại sao tao dám mua? Giống như THOL dám mở cửa sao bạn không dám đóng tiền? Đúng không? Nên cứ gọi là mình sống ở đây cái cuộc sống và cái cách tiếp cận, nhìn nhận vấn đề về cái cách chơi, cái cách trải nghiệm dịch vụ, đúng không? Bây giờ tao chơi với thằng công ty mà giàu nhất thế giới đó. Công ty vốn hóa 2.000 tỷ đô. Thì cái đó là mình có đủ tầm để mình chơi với nó hay không? Chứ đừng có ngồi đây mẹ phân tích nó là nó bán rồi, nó không tặng cục sạc rồi, nó không tặng cái này, nó nâng cấp cái này, nó giảm cấu hình này, nó mắc quá, nó bào tiền. Mày nghèo thì mày cứ suy nghĩ đó thôi. Còn bây giờ cuộc sống anh nè, anh không có nghèo lắm. Anh không có nghèo lắm. Đúng không? Nên anh nghĩ cách anh kiếm tiền. Chứ anh không có cần nghĩ cách anh xài tiền. Ok, bye bye mấy em. Hay thì mua sếp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.